U23 Việt Nam đang gây chấn động làng túc cầu châu Á khi đánh bại Qatar ở trận bán kết để vào chung kết giải U23 châu Á. Những màn trình diễn đầy ấn tượng của cầu thủ Việt Nam khiến người hâm mộ nước nhà, Đông Nam Á và cả châu Á cảm phục. Vòng chung kết U23 châu Á 2018 là cơ hội để các trinh sát viên và các tay cò cầu thủ trên khắp thế giới thăm dò những viên ngọc thô. Trước trận bán kết với U23 Qatar, một tay siêu cò chuyên theo dõi các cầu thủ trẻ tại Đông Nam Á cho hay, có một cầu thủ của U23 Việt Nam được định giá 2 triệu đô la tương đương với 45 tỷ đồng. Xét trên bối cảnh hiện tại, có lẽ chỉ Quang Hải và Xuân Trường là có thể được định giá ở mức như vậy. Cho dù thủ thành Tiến Dũng và trung vệ Tiến Dũng hay hậu vệ Văn Thanh cũng là cái tên chơi nổi bật, nhưng các cầu thủ ở hàng phòng ngự luôn luôn bị định giá thấp hơn so với các cầu thủ tấn công.